Ok chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ dẫn em làm một cái mạch cảm ứng một chạy nhé. Tức là em chỉ cần là chạm tay vào đây thì mạch nó sẽ đóng cho công tắc hoạt động nhé. Nó giống như là công tắc ấy, nhưng mà đây là công tắc một chạm nhé. Chỉ cần là chạm tay vào đây thì nó sẽ chạy nhé. Thì đây là toàn bộ cái mạch công tắc một chạm này. Thì mạch này mình sử dụng chỉ có 5 linh kiện nhé. Đây, hai con C1815 này, một con FET này và một con trở xả bét này, một con tụ 04 này và một cái relay để mình đóng cắt cho thiết bị ấy. Thì bên này thì mình chỉ cần là mình không cần tác động cơ và mình chỉ cần tác động một cái lực nhẹ vào đây thì lập tức thì mạch nó sẽ đóng cho relay hoạt động nhé. Bây giờ thì mình sẽ cấp nguồn cho anh em xem nhé. Đây thì mình sử dụng một cái bình ắc quy 12V này. Và mình dùng một cái đồng hồ này để mà mình cho anh em xem nếu mà nó đóng ấy, thì đồng hồ sẽ kêu nhé. Đây mình chuyển qua thang đo diode này. Bây giờ thì mình sẽ chạm tay vào cái chân B của con chen này thì nó sẽ kêu nhé. Thì khi mình chạm vào thì nó sẽ kêu và buông ra thì đầu len này nó sẽ mở nhé. Tức là mình đang ở chỉ để mình đang nối ở trạng thái là luôn mở nhé. Tức là mình chạm vào thì nó đóng này, còn bỏ ra thì đầu len nó mở nhé. Tức là em chỉ cần khi em chạm tay vào thì mạch sẽ hoạt động này, còn bỏ ra thì đầu len này nó sẽ nhẹ ra, tức là nó sẽ không giữ trạng thái nhé. Còn nếu anh giữ trạng thái thì vào mạch khách nhé. Còn mạch này thì nó sẽ hoạt động khi mà anh em cấp vào nhé, tức là nó sẽ không giữ trạng thái ấy. Đây, Buna tắt này. Mình đang làm một cái mạch cảm ứng cho cái thùng PC, tức là mình làm cho thùng máy tính ấy. Thế nên mình phải dùng relay này để mình cách ly cái dòng điện ra. Còn anh em nào mà muốn làm cái mạch mà giữ trạng thái ấy, thì em chỉ cần là dùng một con FET thôi chứ không dùng phải mạch này. Do là đây là mình không giữ trạng thái, cho nên mình phải dùng con chen này để mình kích cho FET động nhé. Cho nên mình phải dùng hai con chen này. Chứ nếu mà mình dùng con trở xả bét này để mà mình không cho giữ trạng thái thì nó sẽ không thể hoạt động nhé khi mà mình không dùng hai con chen nhé. Thì đây là toàn bộ sơ đồ của mạch công tắc một chạm này. Đây thì mình dùng linh kiện thì nó cũng khá dễ dàng thôi. Thì chính này bên đây em để ý này, đây là mình vẽ hai con C1815 này. Thì mình cái mặt chữ của nó đây thì từ bên trái qua bên phải là ECB, là mặt chữ mình đang hướng về mình nhé. Đây con C1815 này thì mặt chữ này nó hướng về mình ấy, tức là nếu mà mặt chữ hướng về mình ấy thì từ bên trái qua bên phải là ECB. Còn nếu mà cái mặt mà nó lồi ra thì em hướng, nếu mà mặt lồi ra hướng về mình ấy thì từ bên trái qua bên phải là BCE. Thì đây là trên chế độ này là mình đang vẽ là cái mặt chữ hướng về mình nhé, tức là cái mặt chữ này thì mình đang vẽ là nó hướng về mình này, cho nên là thứ tự nó sẽ là ECB nhé. Thì đây là mình dùng hai con chen của C1815 này, thì em có thể dùng con chen C1815 được hoặc là dùng cái con C2383 nhé. Đây thì linh kiện thì mình dùng con C1815 này hoặc con C2383 này. Phép thì mình dùng con 80N70 này hoặc là con 305 nhé. Còn trở xẻ thì mình dùng con trở 10K nhé. Thì đây thì chân thứ hai của hai con C này sẽ đấu chung với nhau và nhận dương 12V nhé. Đây là hai chân thứ hai này đấu chung với nhau này và nhận dương 12V. Chân E tức là chân thứ ba, chân E của con C1815 thứ nhất này sẽ đấu chung với lại chân B của con C1815 thứ hai này. Và chân thứ B của con C1815 này thì nó sẽ là cái chân nhận điểm tiếp xúc nhá, tức là cái điểm cảm ứng ấy. Đây, tức là cái điểm này thì mình sẽ chạm tay vào thì nó sẽ mở này. Rồi nó sẽ đóng cho relay hoạt động ấy, tức là điểm dẫn ấy. Thì dùng cái điểm B này, chân B của con C1815 thứ nhất này sẽ là cái điểm nhận tiếp xúc nhá. Và chân E của con C1815 thứ hai này sẽ đấu chung với lại chân thứ nhất của con FET nhá. Đây, chân E này đấu chung với chân thứ nhất của con FET này. Và chân thứ hai của con MOSFET này chính là cái điểm ra, là cái điểm nguồn ra đấy, là điểm out này, mình vẽ out là out ra là điểm ra nhé. Ra là điểm âm ra nhé. Còn chân thứ ba của con FET này chính là cái điểm vào, là chất là mình sẽ cấp âm 12V vào. Và khi mà mình chạm tay vào đây thì nó sẽ đưa cái điện âm 12V ra chân hai này. Nếu mà mình buông tay ra thì hai cái điểm này nó sẽ không dấn nữa. Còn nếu mình chạm tay vào đây thì nó sẽ dấn, còn buông ra thì nó sẽ không dấn nhé. Tức là hai điểm này là điểm đóng cắt anh. Rồi, và từ chân 1 qua chân 3 này mình sẽ đấu vào con trở 10K đi từ chân 1 này qua chân 3 này, và là con trở xả ấy. Và song song với con trở này thì mình sẽ đấu vào mỗi một cái con tụ 104 nhé. Mỗi cái con tụ 104 là mình sẽ đấu song song với con trở này. Con tụ này thì nó nhiệm vụ là nó dập cái xung nhiễu, hoặc là nếu có không thì cũng được, hoặc là không có cũng được nhé. Thì nếu mà có thì em cảm ứng thì nó sẽ dễ hơn, còn nếu mà không có thì lâu nó sẽ bị loạn lên ấy. Tức là nếu mà để ép của tay em nó trở nó cao quá thì nó sẽ bị loạn ấy, hoặc là xung nhiễu từ những cái nguồn khác ấy.
Còn nếu anh em dùng cái con này thì nó dọc cái xung yếu đi, thì em điều khiển ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây, hoặc là có thì không được, có thì không sao nhá. Nếu mà có thì cũng được, hoặc là không có không sao nhá. Thì nhiệm vụ nó chỉ để dập xung yếu thôi. Còn nếu mà không có thì mạch vẫn hoạt động bình thường nhá. Ok, và đây là toàn bộ cái sơ đồ mà mình đây là toàn bộ sơ đồ của mạch điện công tắc một chạy nhé. Thì bằng này là mình dùng nguồn 12V. Nếu mà anh em dùng nguồn cái nguồn khác ấy, thì em có thể dùng Relia. Relia là đầu dương của Relia đấu vào nguồn. Còn âm ấy thì sẽ đấu vào cái điểm Aura này. Thì đây là toàn bộ cái mạch công tắc một chạm. Thì hai cái điểm này, đây là hai điểm ra tải. Còn nguồn dương ấy, cái nguồn dương ấy thì sẽ đấu trực tiếp vào thiết bị tải luôn. Còn âm ấy thì sẽ đấu qua cái này. Là in chân thứ ba là nguồn vào này, còn chân thứ hai là nguồn ra này. Thì đây là một cái sơ đồ công tắc một chạm khá là dễ dàng luôn, em có thể làm theo nhé. Thì bây giờ sẽ để anh em chụp lại nhé. Ok, và chúc em thành công nhé.